Mỹ sẽ bán cho Đài Loan hai chiếc khu trục hạm trang bị phi đạn điều hướng, 36 chiếc xe đổ bộ tấn công và hơn 1.200 phi đạn. Những trang thiết bị đó nằm trong thương vụ mua bán vũ khí trị giá 1,83 tỷ đô la. Quốc hội Mỹ có 30 ngày để xét duyệt kế hoạch. Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bày tỏ sự cảm kích và chấp thuận trong lúc Bộ Ngoại giao ở Đài Bắc ra thông cáo để hoan nghênh kế hoạch của Mỹ. Đảng Dân Tiến thuộc phe đối lập cũng đã bày tỏ sự ủng hộ. Tuy nhiên, Phó Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã triệu một đặc sứ Mỹ tại Bắc Kinh đến để bày tỏ sự chống đối kịch liệt. Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ của họ và yêu cầu các nước trên thế giới không bán vũ khí cho Đài Loan. Mặc dù vậy, nhiều nhà quan sát dự kiến là Trung Quốc sẽ không trả đũa Washington trong dài hạn. Ông Thái Cẩm Long, một nhà lập pháp cấp cao của Đài Loan cho rằng Bắc Kinh biết rõ là Đài Loan muốn có những mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc. Ổn định và hòa bình trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục là một mục tiêu chung. Đài Loan không muốn gây chiến mà chỉ muốn bảo vệ cho sự an toàn của đảo quốc này. Tuy Trung Quốc lên tiếng phàn nàn, nhưng họ sẽ không có những hành động kịch liệt để đặt nền tảng cho sự việc nghiêm trọng hơn trong tương lai. Trung Quốc đã tạm ngưng các chương trình hợp tác quân sự và an ninh với Mỹ sau khi Washington đồng ý bán cho Đài Loan 6,4 tỷ đô la vũ khí vào năm 2010. Và từ đó cho tới mãi tuần này, Washington đã không đồng ý bán thêm vũ khí cho Đài Loan, trong lúc Hoa Kỳ mưu tìm sự hợp tác của Trung Quốc về kinh tế, biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh toàn cầu. Để ứng phó với tình thế đó, Đài Loan đã bắt đầu chế tạo các hệ thống vũ khí của riêng họ. Quân đội Đài Loan hiện nay xếp hạng thứ 15 trên thế giới, trong khi Trung Quốc chiếm vị trí thứ 3. Trung Quốc và Đài Loan đã tách khỏi nhau trong cuộc nội chiến hồi thập niên 1940. Phe Quốc dân Đảng của Tưởng Giới Thạch đã chạy sang Đài Loan sau khi bị phe Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh bại. Quan hệ giữa đôi bên đã được cải thiện khá nhiều từ năm 2008, nhưng Bắc Kinh vẫn chưa rút lại lời đe dọa là sẽ sử dụng vũ lực để tấn công Đài Loan trong trường hợp cần thiết.